Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi tối, sau đây là một buổi xem video vui vẻ. Hiện tại bây giờ do buổi tối là hiện tại vừa công thành xong anh em. Hôm nay thì nói thiệt anh em, Khải làm video này là vì sao? Là muốn lưu lại cái khoảnh khắc ngày hôm nay khá là vui của băng áo của anh em mình. Nói chung thì một cái băng rất là yếu của cụm mấy chủ S5 Đại Gia Sơn này. Và sau 7 tháng, cho đến bây giờ là server này đã đạt 7 tháng rồi mọi người. Và mình nhớ không nhầm thì đến cái tháng thứ 3 của server thì bang mình cũng đã mong mang ăn được đại lý. Và cũng có lúc là bang mình ra đảo cũng như là dìa ba lanh cũng như là dìa thôn các kiểu, anh em xem trên kênh cũng biết rồi. Và ngày hôm nay Khải muốn đánh dấu lại cái video này để cho tất cả anh em bang Khải cùng lưu lại cái kỷ niệm ngày hôm nay. Là bang mình đã thành công ăn được thêm một thành thứ hai, đó là thành đô. Quá hợp lý luôn nha mọi người. Nói chung là ngày hôm nay quá vui. Mà nhìn sơ qua trên bảng xếp hạng thì anh em cùng thấy thì A bơ họ khá là mạnh. Anh em có theo dõi trận công thành chiến hôm nay thì A bơ quá mạnh, mình không thể nào mà đánh nổi anh em ơi. Bang mình chỉ có 27 ạ, 28 ạ thôi. A thì tính sơ qua lúc nãy anh em thấy thì bang A hiện tại đang có cho mình 40 đến 42 ạ. Và bang bơ cái spy của mình đưa về thì bang bơ có khoảng tầm 17 đến 18 ạ. Thì tổng lực A bơ họ có 60 ạ rồi mọi người. Đó. Còn bên mình thì 27 28. Ma giáo thì cũng 27 28. Thì cộng lại thì khoảng 55 thì cũng cố gắng đánh đấu đầu ở Biển Kinh với Lâm An vài tuần mà không ăn thua đâu. Nên là coi như là không thể nào mà phá được. Ở phút đầu thì bang mình chỉ đen một chút, đó là bang mình thủ Biển Kinh được 15 phút rồi. Bang A đánh vào tuần 1 thì bang mình đã cố gắng thủ thất rất là thành công. Tại vì lúc đó bang A chỉ đi khoảng 30 ạc thôi. Thì bang mình cũng 5 năm và đã thủ thành công, quá đẹp. Và cho đến phút 20 thì chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi thì bang mình bắt tử được Biển Kinh. Nhưng mà bang A lại cố gắng đánh thêm một tuần thứ hai nữa, từ 12 giờ đại xuống 9 giờ và bang mình đã băng tan nát khâu đó. Nên là bang mình đã xác định không ăn được cái thành chính Biển Kinh nữa, nên là bang mình đã đi đại hết mấy thành con. Và vô cuối cùng thì đại hết mấy thành con thì không thành nào bất tử nữa em. Thất nè, tứ hải, ma giáo các kiểu thì bang mình cứ đi đại hết 5 thành con bên dưới thôi. Tại vì Lâm An bất tử nữa thì không thể nào mà vô được. Xong rồi phút cuối thì bang mình chỉ đánh 5 phút cuối thôi nè. Và ăn được thành đô và đại lý. Thì bây giờ thì Khải muốn mở cái vật phẩm anh cái thành này cho anh em xem. Hiện tại như Khải vừa xem thì 120 mấy bao nha anh em, 120 bao chứ. Và vừa rồi Khải đã cất 20 bao rương rồi, tại vì mở cái bao này thì nó phải tốn 20 ô nha anh em. Ui, tốn 60 ô nha anh em. Đâu rồi? Đây 20 ô rồi đó, thấy chưa? Tốn 60 ô nên là Khải phải đỡ chống rương. Khải sẽ mở lần cho anh em xem. Nhận nè. Đó, là 120 bao nha mọi người. Rồi, đó, cứ 2 phút nhận một lần nha anh em. Cứ 2 phút nhận một lần nha mọi người. Đó, nên là anh em cứ đợi tới Khải nhận thêm rồi, tới là Khải sẽ nhận rương từ phần thưởng từ hai thành đấy nha anh em. Nhận rương từ hai thành đấy nha. Rồi, cứ đứng đợi một tí thôi. Khải sẽ tiếp tục nhận cho anh em xem. Tại vì là thường thường là mình phát lương là ít nhất mình giữ trong bang là cái quỹ bang ít nhất phải 100 kim thì mới duy trì được trong vòng 30 ngày nhận lương tiếp. Mà tầm này không đủ đâu nha anh em. Tầm này ít hôm ngày mai phát cho anh em thì trong quỹ bang còn dư 20 kim. Như lại chứ còn tầm mười mấy kim thôi. Là 30 kim là không thể nào mà trụ thêm 30 ngày đâu nha. Đây. Nhận thưởng công thành chiến. Gì đây? À, đây này, cái thành đô thôi, thành đô khác biệt nha. Mấy hôm nhận này lấy rồi. Ok này. Dư. Dạ. Rồi ok, đến nhận hai lần luôn, dư giúp em. Đây anh em ơi. Đây anh em, ngon chưa? Còn lại 100 mấy bao, từ từ nhận tiếp. Đây, tiếp tục này. Ui, hôm nay trời ơi. 14 rương anh em, 2 rương vũ khí, 2 rương hiệp cốt vô tình và 10 rương bảo rương trong bảo. Đang làm video, cứ bình tĩnh. Đây anh em, đường môn này, để từ từ bình tĩnh. Còn cái túi kia là từ từ nhặt thêm cho không đủ chỗ anh em, vì cứ 2 phút nhận một lần. Đây gì rồi. Rồi anh đưa em cứ đấu giá đi rồi chờ cái túi gì đấu giá sâu là đẹp. Rồi. Giao dịch. Đó, anh em thấy chưa? Hôm nay lương không? Hai mấy 30 kim không anh em không? Quá đã luôn. Đâu rồi ta? Đấy, đi đây. Đấy, anh em muốn đấu rương vũ khí, đấu rương vũ khí mát đấu đi. Chơi vui thôi ơi, chơi vui thôi. Đó, quá đẹp luôn anh em. Đó, 14 rương. 10 rương bảo rương trong bảo và 2 vũ khí và 2 rương hiệu quốc nhu tinh. Quá đẹp. Còn nữa à? Còn nữa à? Còn nữa, còn 3 rương nữa. Anh hai thành mà em đủ A, hộp A hôm nay giàu luôn, giàu to luôn em, hình như nó khỏe đúng rồi. Anh. Rồi ok, anh đi nhận thêm bao đã. Cứ đấu đó ra xong đi. Rồi đấu vui vui mấy cái dương này trước này anh em. Rồi cứ đấu đó trước này mày. Anh em nhận thưởng tiếp. Làm hai dương một. Đó. Không. Đó. Hôm nay lương quá nhiều luôn.
Ờ, đứng đợi anh tí. Đó, 120 bao lận nè, dư sức chưa? Rồi, chốt anh chơi với tôi được môn này anh em. Ok. Đây là An Bang Định Quốc nha, An Bang Định Quốc thôi, không có Newton đúng không? À Newton luôn. À Newton luôn. Ừ, có hết. 50. Đúng rồi. Tuần trước bọn nó mở ra dây An Bang luôn em, sau Công Thành đó. Ừ. Mà cũng đúng là tuần trước thứ sáu Công Thành xong nó mở luôn ấy. Nó cho nó thả cho đồ. Đồ không ai đấu chúng mình ôm hết quá à. Anh ôm lại cái video mẹ đi. Thầy anh ôm hết 10 cái quá à. Nem rưỡi, nem cho mà không ai lấy ra. Chốt cho anh 10 dương 5 cái dưới nhá. Rồi ok, lượm hết đi. Okay. Nhanh gọn đó. Rồi giữ đó đi em, giữ đó đi em, tiếp cái khác đó. Khô máu luôn em, lượm. Không ai đấu à. Đúng rồi, không ai đấu. Rồi đó tí đấu. Tí giao dịch anh đang nhận bên này chặt rương lắm. Rồi. Ừ. À, quá đẹp, tí mở rương luôn anh em ơi. Tí mở rương luôn anh em ơi. Rồi đợi anh em đấu giá rồi về nhận rương thôi. Khả năng đợi nhận phần thưởng. Rồi ok tiếp tục. Đó, cứ đợi 2 phút một lần anh em ơi, hơi lâu. Chứ không nhận được một lần. Rồi tí lấy 10 rương kia tiếp tục khui cho anh em xem là hợp lý luôn. Không ai chốt, không ai lên chốt anh kia luôn. Đang chơi vui tôi này, anh kia phải đi lấy đi cho tổng rương em phun rương luôn. Anh thức xong đấu cái rương này, hên xui lỡ cái đao VIP cầm nhà sướng ta. Cái hà sâu quá rẻ. Anh mắc em vừa được một cái lệnh bài. Ừ. Em vừa xu chỉ thế thôi anh kia ơi, em vừa xu chỉ thế thôi. À em bình xuôi rồi đó. Đã đây một câu hỏi của em ra quá hay. 400 xu còn không ai lấy. Bán cả bóng. Mấy cái bao cần chiến được gì? Một bao được 50 vạn. Đúng chưa? Là được bèo bèo là gần 100 xu rồi. Thấy chưa? Cứ một bao là 50 vạn em là thu là thu hồi là 100 xu rồi. Chưa em. Cứ đấu đi đấu hết đi. Không hết rồi. Nào mở được là hên xui, rương, hiệp cốt, nhu tình rồi ăn ban như mấy cái rương lúc nãy á. Xong rồi cũng mở ra hên xui vậy thôi. Rồi một rương được là một cái bao được 2 triệu kinh nghiệm anh em. Đó. Rồi đợi anh tí em ơi. Anh đang nhận gần xong rồi, còn 40 bao nữa. 40 bao nữa. 20 bao nữa, 2 phút nữa, 2 phút nữa tiếp tục đấu giá tiếp. Đó, quá đẹp. 20 bao nữa. Đó. Ok anh em ơi, nhận thêm vật cuối nữa cho anh em đấu giá này. Rồi mở cho anh em mở xem nè. Chục cũ này Duy ơi, 120 bao. Anh chỉ có anh. Hả? Anh chỉ có anh gì vậy? Sao chứ Duy ơi? Đây, đó, 120 bao nữa anh em. Rồi giao dịch cái 10 rương kia là cho anh mở rương nha. Anh đưa tiền luôn. Anh là năng là chén con. Thằng kia nó mở ra sơn hạt yếu lâm luôn. Vãi nhờ. Ơi, cú ký bảo gì anh? Đây đây, anh đang lấy mấy cái thằng phù à. Ok. Rồi ok. Năng mới, năng quái ra cái phi phòng kỹ năng luôn. Rồi, quay giao dịch lấy 10 rương, mở rương cho nha Lam. Thêm dừng luôn anh, ăn 5 cái ra phi phòng dừng luôn. Dừng cả cái dây ép 50 cái rồi dừng sao? Bước sau anh tiếp. Ừ. Giờ anh ăn nửa nóng ra đây phi phong ở đâu? Dạ. Ừ. Cái ăn đưa về, đưa cho anh em mấy cái ăn. Rồi, khui tiếp tục 10 rương anh em ơi. À, ngon vãi. Đúng rồi, 2 triệu trên một bao rương và được nhận được lại 50 vạn nữa. Nói chung là đấu giá một bao bèo bèo là 200-300 xu là bình thường anh em. Hai rương cuối, rồi đi mở cho anh em xem này. Đó. Không học hành gì. Có biết kiếm phần làm kết này ai mua. Ồ, có biết kêu không? Cất luôn rồi, ngon. Vừa mở mấy dao cho em, vừa làm cái chẳng đỏ đấy. Đỏ nhờ. Hôm nay ban mình đẹp quá nè mày, ai cũng đỏ hết. Có 120 bao được không? Đấu giá 10 bao 1 đấy anh em ạ, ít 10 1 kim. Đó, đấu giá này nè. Leo, không cần lấy bao vừa lại anh em ạ. 1 bao bèo lắm là 1 kim là bình thường. 1 kim 1. Đậu lường 120 bao nè, 120 bao. Ông gì bị đít đạn sao ta? Cái bao này mở ra gì? Kinh nghiệm như lại tiền vạn. Mặc đít 10 bao này là có 500 bạn. 500 vạn 10 bao. Và Bách Bảo Dương.
hên xui, bắt vào rương này nọ. Ồ, 500 vạn tính ra bằng kim rồi. Mục tiêu của ta. Không ai đấu à? K2, ok. K3, khổ máu rồi em, mới đấu 10 rương rồi. Đấu tiếp. K4, K5. Lên đi anh em, 120 vào. À, 10 bay sâu rồi, lên đi. Này hôm nay bạn em quá vui nên là đấu giá khô máu mở rương cho vui nè. Đây. Đó, thấy chưa? Hai thành. Quá đã, quá đã. Một kim năm Duy Khải, trước. Một kim năm Duy Khải cho anh ơi. Đang delay đấy, đang delay đấy, tí. Lấy 450 bào đó mở chơi cho test cho anh em xem. Không nhưng giờ em chưa? Rồi chốt đi, chốt lại. Lâu quá. Không ai đấu ở đâu. Lên lên anh em, lên cái nữa nhường luôn. Lên cái nữa nhường luôn đó, nó khả nó cho nên nhanh, Khải đấu giá là nhanh gọn lắm. Đó, ai lên cái nữa nhường luôn. Nó nhanh. Lần quành lâu thâu. Mình thì nhanh lắm. Tiếp tục nữa. Đúng rồi, một tiếp tục. Khải làm nhanh không nè. Khải đấu giá, hầu giờ Khải không đấu giá rồi, Khải đỡ anh em đấu giá, còn Khải cứ phát một, anh em là lên, lên thôi, nhường. 20 bao tiếp tục đi Duy, anh đấu lấy luôn lần em. Tiếp tục. Rồi. Ừ. 30. Rồi anh em nào cứ lên, lên tiếp. Đó. Đấu khùng đấu mở anh em, rồi 40 bao ngay. Rồi, đó rồi, nhường, đó, vậy thôi. 40 bao. Đó, anh đấu lên đi anh em. Mình là mình đấu là mình nói đấu không đấu thôi. Được giá thì mua thôi nè. Nhưng mà mình mua đa số cái giá hơn hơn anh em cho anh em trong bang có lương tí chứ có đâu. Rồi khá đồ xu. Rồi. 40 bao. À 40 bao là số kim mà đi đổi chi. Đấy nè mày. Đổi chi. Rồi, còn đúng số kim luôn nè mày. 2, 4, 5. Ok, giao dịch anh em ơi. 6 kim này. Đó, có video mở cho anh em xem chưa? Ấy, mất tiền rồi. Lại, 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 lại. Rồi. Khuôn máu mở rừng cho anh em xem luôn. Đó, thấy chưa? Ok chưa? Rồi, anh em đấu đi. Đó, dạ thôi, nhanh gọn. 13 tiếp theo. Đó, anh em cứng cấp 3 mình, các anh em cho nhanh. Rồi, anh em ok chưa? Nói chung là hôm nay thì như nói rồi, công thành khá vui rồi. Khải cũng đầu tư công thành thì được 10 rương này mà Khải cũng xúc hết rồi, Khải cũng mua hết rồi. Xong rồi giờ Khải cũng đấu thêm được 40 bao này để up kinh nghiệm lên cấp 123, 124 luôn nha anh em. Rồi, ở video này thì Khải sẽ tạm dừng ở đây. Anh em nào mà đợi anh Yên Bình tiếp hoặc là anh cái bảo rương này thì đợi video sau nha. Và trên like thì Khải sẽ tiếp tục ăn tiếp nha anh em. Đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em ơi. Về video này Khải cách nhỏ trên kênh ủng hộ nha. Anh em nào ủng hộ thì cứ lên xem lại ủng hộ một like nha.